Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em, những người đam mê xe đạp, yêu thích bộ môn đạp xe đạp, cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý, phù hợp với bản thân. Quan trọng nhất là chiếc xe đó còn phải thật sự là chất lượng, phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé. Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe thể thao địa hình MTB. Tên xe và thương hiệu là Chopic, mã của nó là Martilet. Martilet bản này là bản cao cấp các bác nhé. Thường em bán những cái mã Chopic Martilet là bản thông thường ấy, bánh nó chỉ là 26 inch mà thôi. Nhưng bản này là bản cực kỳ là cao cấp, mình cứ gọi tạm lôm la nó là bản đặc biệt các bác nhé. Là size bánh 27.5 inch. Đó, 27.5 inch cực kỳ là hiếm. Em khẳng định với các bác luôn, ở Việt Nam để mà có được một chiếc xe này dù là lướt nhá, mà của Chopic chuẩn của nó là cái mẫu bánh 27.5, em khẳng định các bác rất chi là hiếm, hầu như là không có. Nếu các bác có muốn mua mới chiếc xe này thì các bác phải lên trang chủ của hãng Chopic, các bác đặt order về đến Việt Nam mình, nếu tính cả phí và thuế vận chuyển, mua đúng một chiếc xe với cấu hình như thế này, chuẩn như này các bác nhé, về đến Việt Nam mình nó phải cả phí và thuế, nó phải rơi vào hơn 20 triệu các bác nhé. Tại sao chiếc xe nó đắt? Bởi vì em nói luôn, bởi vì cái thứ nhất, nó là thương hiệu chuẩn, khởi nguồn đầu tiên đó là thương hiệu của Pháp. Nhưng sản xuất chiếc xe này thì em khẳng định không phải ở Pháp đâu. Ở Pháp thì về Việt Nam mình rất là đắt. Mà sản xuất chiếc xe này thì chỉ có một trong hai nước, Đài Loan hoặc Trung Quốc mà thôi. Nhưng tuy nhá, sản xuất kể cả là ở Trung Quốc hay Đài Loan, nhưng đặc biệt là cái chiếc xe này, là cái mã này này, là xuất sang thị trường châu Âu, không bao giờ có bán mới ở thị trường Việt Nam mình các bác nhé. Các bác có thể lên Google các bác kiểm tra, tìm hiểu thì sẽ rõ. Chứ bản thân em không thể nói sai được. Và em sẽ nói chi tiết cấu hình của chiếc xe trên video cho các bác hiểu thêm này. Xe được trang bị nguyên bản nhé. Nguyên bản theo xe là cặp phanh đĩa dầu thủy lực cao cấp thương hiệu của Đức. Đó, Magura, Magura E. Đó, riêng cặp phanh Magura này các bác có thể mua được ở Việt Nam nếu shop nào còn bán. Có bán nhé. Rẻ nhất nó cũng phải cỡ gần 2 triệu hoặc hơn. Nói chung là giá thì tùy theo các shop bán. Cực kỳ chất lượng, phanh dầu thủy lực Magura của Đức này thì em nói các bác này, châu Âu rất ưa chuộng hãng này. Tay bấm đề cũng nguyên bản nhé, theo xe luôn là cao cấp của Nhật, Shimano Deore, Lip 10, đĩa 3 là 30 tốc các bác nhé. Tay lái và post tăng của Sumpet XC10, cực kỳ chất lượng, bằng nhôm, siêu cứng và siêu nhẹ. Đó, đây, đến zin từ cái lắp chụp cũng của Chopic luôn. Cực kỳ chất lượng các bác nhé. Đây, tay phanh bên trái và tay bấm bên trái đây. Đó. Và đặc biệt các bác này, đặc biệt nhá, chiếc xe này được trang bị chiếc thụt dầu cực kỳ cao cấp, cũng nguyên chính hãng theo xe luôn của Chopic các bác nhá. Chopic phát triển ra chiếc thụt này cực kỳ chất lượng. Đó, trên vai thụt là có khóa rô motor thông minh bấm hành trình ở trên tay lái. Đấy, cái nút đen này này, các bác đi vào những cung đường đẹp nhá, là quán tính của chúng ta là đạp lực nó sẽ tiến về phía trước, là xe nó sẽ lao về phía trước, tránh trường hợp chiếc thụt này nó bị nhún xuống là chúng ta sẽ bị mất lực, mất cái tốc độ của xe. Thì các bác ấn cái nút này, ấn cái nút khóa này lại nhé nhá. Đây. Đó, ấn cái nút khóa này lại. Các bác nhá. Cái ốc đây em chưa vặn chặt thôi, em vừa lắp xong mà. Ấn cái nút khóa này lại là khóa thụt nó sẽ cứng lại. Thì các bác tăng tốc cực kỳ là bon, không bị mất lực, đạp cũng không bị mất sức các bác nhá. Rất trớn chiếc xe. Còn các bác đi vào những cung đường xấu ấy, nó có những cái ổ gà đá sỏi, tránh trường hợp chúng ta đi nó sóc. Đó, nó sóc nó ê người, ê tay, ê mông. Thì các bác ấn vào nút đỏ bên cạnh đây, nó có cái biểu tượng hình ổ khóa, cái nút đỏ này các bác nhé, nó biểu tượng hình ổ khóa trên, bác ấn này. Đó là chiếc thụt này nó nhún cực kỳ là êm ái. Các bác lưu ý này, thụt dầu của nó nhé, là càng thụt và vai thụt đều là bằng nhôm hết, bằng nhôm hết các bác nhé. Đó, cực kỳ chất lượng. Đây, em xoay Mayer trước đây các bác này. Mayer trước cũng chính hãng nguyên bản theo xe luôn, là Mayer Zotec. Zotec này cực kỳ chất lượng. Những cái Mayer này là dành cho xe đạp, cực kỳ chất lượng của hãng Zotec này các bác nhé. Bằng nhôm, trục rỗng, ti bật này, ti cũng là của Zotec luôn. Bánh tháo mở khóa bằng tay nhá. Đây ạ, các bác nhìn cái đĩa phanh này, nó dập chữ Magura, nó dập chìm vào đĩa phanh các bác nhá. Đấy, chứ không phải là sơn hay là dán gì lên, nó zin từ đĩa phanh luôn. Đó, đây các bác nhìn này, bạc đạn này không, các bác nhìn biết này, ổ chụp lắp bạc đạn đây nhá. Đây, sáng quắc này, này, bóng loáng luôn. Đây là ổ bạc đạn này, các bác này. Đó, cả đây em quay cả bên này luôn cho các bác nhìn rõ hơn này. Đấy, cực kỳ chất lượng. Đó, vành cũng vậy các bác nhá. Vành cũng chính hãng theo xe, cũng của Chopic luôn. Đó, cực kỳ chất lượng. Đây, lốp của nó các bác nhìn lốp đây ạ. Đây,
em chưa rửa ráy gì đâu. Các bác nhìn biết lốp này, mốt này phải mới trên 90%. Đấy, em quay cho các bác rõ. Đây, dây thì các bác này, dây đi âm sườn làm ở trong khung nhá. Âm sườn làm ở trong khung này. Có duy nhất là một dây đi bên ngoài đấy, em phải ngồi xuống em quay cho bác nhìn này. Đi bên ngoài là dây phanh dầu ở phía sau. Nhưng thật sự các bác nó đi rất gọn, nó đi hẳn làm chìm ở dưới cái khung chéo này. Đó, gần như là không nhìn thấy đâu. Đứng lên không nhìn thấy luôn. Đó, cái người chủ cũ ở bên kia nhá, người ta rất cẩn thận đấy các bác này. Là người ta dán chống xước. Đây là nylon này, dán chống xước nhá, để tránh trường hợp chúng ta cái dây còn quấn cả cái băng dính này, để cho cọ đi cọ lại nó vào khung nó không bị xước này. Cực kỳ cẩn thận luôn. Các bác nhìn đây. Cực kỳ cẩn thận nhá. Đó, nó dán cả từ bên này bên kia. Cực kỳ chất lượng luôn con này. Đây, đến cái lắp chụp nó cũng chốt pick chính hãng này. Và điều quan trọng nữa các bác nhìn này, xe nhá. Chính hãng của hãng chốt pick nhá. Những xe chính hãng là trước khi xuất xưởng là có chữ ký của nhà sản xuất. Đó. Đây là có chữ ký của nhà sản xuất hoặc là người sáng chế thiết kế ra chiếc xe này là ký ở in ở trên khung xe đây các bác này. In thẳng ở trên khung xe chứ không phải là dán nhá. Và toàn bộ khung nhôm của cái hãng này cực kỳ là cao cấp và nhẹ. Nó là bằng alloy. Alloy các bác nhá, alloy 6061 chứ không phải là aluminum 6061. Đấy, alloy 6061 nó rất cứng và rất nhẹ. Các bác nhìn cái dáng khung của nó đây. Thiết kế cái dáng khung này thì thật sự đi cả đời không bao giờ hỏng được cái dáng khung này. Cực kỳ khỏe và chắc chắn. Gạt đĩa trước cũng Shimano DOR của Nhật đây các bác nhìn đây. DOR đây, rõ đây. Đùi đĩa Xten zin bản theo xe bằng nhôm. Đùi đĩa cũng là bạc đạn này, BB bạc đạn đây các bác nhé. BB bạc đạn đây. Em quay rõ này, bàn đạp cũng là bàn đạp nhôm luôn. Nhôm nhá các bác nhé. Chân trống nhôm này, phanh sau cũng Magura. Magura giống y phanh trước, kể cả từ đĩa phanh sau đây các bác nhìn này. Em quay cho các bác là rõ ràng luôn. Nó zin, nó phải zin toàn bộ từ đầu đến đít luôn. Đây ạ, Magura nó dập chìm vào đĩa phanh đây các bác nhé. Vành sau cũng là chốt pick của hãng luôn, 27.5. Đó. Xe được trang bị nguyên bản theo xe củ đề cao cấp của Nhật Shimano DOR các bác nhé, lip 10. Đây ạ, những cái điều là chi tiết này là quan trọng này. Em quay chậm cho các bác nhìn rõ này. Đó, từ tầng 1 đến tầng 10 nhé. Đạp cực kỳ ít, con này mới 95-98% cơ. Em cứ gọi là 95%, các mắt lip của nó phải vuông thành sắc cạnh như thế này các bác nhé. Đó, chất lượng như thế luôn. Đùi đĩa bên này cũng vậy này. Xten zin bản theo xe bằng nhôm, cốt rỗng đây. Cốt rỗng, trục rỗng các bác nhé, ngón tay em cho vào đây. Zin từ đĩa, đĩa của nó cũng là đĩa nhôm cao cấp, cực kỳ cứng và bền. Đây, zin luôn các bác nhé. Đó, các bác nhìn rõ này, zin từ đĩa. Đấy, em quay nó là chi tiết. Đây nhá, người chủ cũ cũng rất cẩn thận là các cái thanh ngang đằng sau này, tránh trường hợp cái dầu ấy, mình đi cái dầu hoặc là cái xích nó văng xuống đây như này này, và chỗ sóc ấy, văng xuống đây nó tránh trường hợp nó xước, hoặc cái dầu nó bắn xuống đây nó bẩn. Đó, là đã dán cả đây, bảo vệ luôn đây rồi các bác nhé. Cực kỳ đẹp, dán phản quang buổi tối đi cũng đẹp này. Đó, cực kỳ chất lượng luôn. Em quay nó chi tiết các bác này, từng cái con ốc, từ bắt cái gác ba ga sau này, tất cả còn zin hết. Cọc yên cũng zin luôn. Đó, và người chủ cũ nâng cấp lên chiếc yên cực kỳ chất lượng này. Space V. Yên này các bác nhìn biết này, nó da xịn hay không, em quay nhìn các bác biết, da xịn càng ngồi càng bóng. Ở giữa là có một cái đường thoát khí, cực kỳ chất lượng. Cái yên này nếu chúng ta mua thì không có rẻ đâu các bác ạ, cũng phải vài trăm chiếc yên này. Đó, các bác nào am hiểu là biết ngay, chứ em không thể nói sai được các bác nhé. Đó, cực kỳ chất lượng chiếc xe này luôn. Đây, em quay tổng thành cho các bác nhìn này. Chiếc xe này là size M các bác nhé. Em cứ gọi nó là size M này. Bánh 27.5 inch. Chiếc xe này phù hợp cho người cao. Tối thiểu phải là từ 1m65 cho đến 1m80 đổ lại các bác nhé. 1m80 đổ lại và 1m65 đổ lên, trở lên thì đi tuyệt đẹp chiếc xe này. Độ mới của nó theo như em là mắt thợ đánh giá 95%. Trên xe thì đô có chút xước, có nghĩa là đã qua sử dụng, không tránh được các bác nhé. Gọi là rất nhỏ, nó chỉ gọi là xước giam thôi, không tránh được đâu. Ở chỗ này này, nó hơi, cái dây nó tì vào thôi, nó không có gì cả. Thật ra chấm sơn nó cũng đơn giản, nhưng em có sao em nói vậy, để nguyên các bác nhé. Đó, nó xước không đáng kể. Cái chỗ này đây là cái tem thôi, nó không đáng kể. Nói chung là hầu như không có vết xước đâu các bác ạ. Đó, người chủ cũ người ta cẩn thận, người ta còn dán cả những cái bảo vệ. Nói chung là mới lắm các bác ạ. Thật sự các bác luôn. Con này cực kỳ mới. Đó, em xin công bố rõ giá, công khai trên video luôn nhé. Em cũng xin nói với các bác là tất cả các video của em, tất cả các xe dù là xe đắt tiền hay rẻ tiền, em đều nói rõ, công bố rõ giá trên video. Chiếc xe này em thanh lý với giá 11 triệu
các bác nhé, 11 triệu các bác sở hữu được chiếc xe này, nó cấu hình nó quá là ngon rồi. DOR 3x10, thụt dầu, có khóa bấm thông minh trên tay. Nói chung là chất lượng tuyệt vời luôn các bác nhé. Giá mới thì thật sự nó vô vàn lắm các bác ạ. Nếu mà cứ mua mới chiếc xe này mà order về nó 20 mấy triệu cơ. Nó đắt gấp đôi với cái giá em bán. Cực kỳ là đắt. Tại vì cái order từ bên kia về nó giá nó rất là đắt. Xe này là xe nhập các bác ạ. Vâng, em xin phép kết thúc video ở đây. Em cảm ơn các anh các chị đã xem video của em. Ai quý mến em, đăng ký kênh, ủng hộ tạo động lực cho em để em nhập những chiếc xe thật là đẹp, thật là siêu phẩm. Cũng như là điều quan trọng nhất là nó phải phù hợp với mọi túi tiền của từng người các bác nhé. Em xin phép, em chào mọi người ạ.